Trận đầu tiên vòng loại của giải bóng chuyền hơi hữu bằng mở rộng. Trận đầu tiên là đội Đại Đồng gặp đội Hữu Bằng. Một tiếp tục trọng tài đang cho làm thủ tục hai đội chuẩn bị vào sân thi đấu. Trọng tài cho hai đội thủ đồng ba quả. Sau thủ đồng thì chúng ta sẽ đánh. Trận đấu đã bắt đầu. Xin giới thiệu đội hình ra sân của đội Đại Đồng. Số 2 Nguyễn Hạnh. Số 3 như vậy trọng tài đã cho trận đấu bắt đầu. Đội Hữu Bằng 1 sẽ phát bóng trước. Đội hình ra sân của đội Hữu Bằng: số 7 Nguyễn Nga, số 8 Thủy Thúy, số 10 số 92 Kiều Trinh, số 87 Thu Trang, số 6 Nguyễn Hồng. Và đây là đội hình ra sân của đội Đại Đồng. Số 3 Nguyễn Hạnh, số 10 Truyền Hai Ngọc, số 2 Thu Hường, số 9 Hòa. Đội Hữu Bằng đội chủ đầu rất thuận lợi với hai điểm số liên tiếp. Pha đánh bóng rất tốt. Tỷ số là 1-2 cho Đại Đồng. Số 3 Nguyễn Đại. Tỷ số hiện tại đang là 1-2. Vẫn còn. Trận đấu đang rất hay. Không hay. Không hay. Chúng ta bỏ bóng đi kiểu dàng rất cảnh giác. Nỗ lực cứu bắn rất tốt. Vẫn còn. Một pha đánh bóng an toàn của Thúy Anh. Rất tốt, một pha thủ rất hay của Hồng Hồng. Nỗ lực cứu bóng rất hay của Hồng Anh. Pha đập bóng rất tốt của 92 Kiều Trinh. Điểm 3-1. Thu Trang. Pha đánh bóng bỏ bóng thông minh nhưng bóng ra ngoài. Vâng, anh chào, em chào anh D6 nhá. Hôm nay có quay đâu không anh ơi? Pha đập bóng rất tốt của Thu Trang. Rất mạnh của Thu Trang. Và sau đó là pha bỏ nhỏ rất thông minh của 2-4. Rất tốt. Một pha đập bóng ăn điểm của Tiên. Điểm cho Hữu Bằng 5-2.
rất tốt. Thu Trang, Thu Trang có một chiều cao rất lý tưởng. Tiếp tục Thu Trang, hai quả đập rất mạnh của Thu Trang nhưng đội Đại Đồng vẫn thủ được. Một pha tranh cướp bóng trên lưới rất tốt của số 8 Kiều Trinh. Điểm cho Đại Đồng. Đổi vào điểm cho Đại Đồng 3-5. Pha cứu bóng rất nỗ lực của Kiều Trinh nhưng mà không thành công. Điểm 6-3. Pha bỏ bóng về sau rất thông minh của Kiều Trinh. Điểm cho Đại Đồng 4-6. Pha đập bóng rất tốt của Hữu Bằng 1. Điểm 7-4. Một pha đập bóng xuyên tay chắn của số 3 Hồng Anh. Điểm 5-7. Một pha bỏ nhỏ bóng, bỏ bóng thông minh của đội Đại Đồng. Đem lại điểm cho Đại Đồng 6-7. Trận đấu đang rất cân bằng và dự tuổi xuất điểm sớm. Và phát bóng rất mạnh của số 3 đội Đại Đồng. Không tốt của Trần. Rất hay. Và gõ bóng vào vị trí bóng người. Điểm cho Hữu Bằng 8-6. Và chắn bóng rất tốt của đội Hữu Bằng 1. Điểm Hữu Bằng 9-6. Pha đập bóng rất tốt của số 3 Hồng Anh. Điểm 7-9 cho đội Đại Đồng. Cách biệt đang là 2 điểm. Pha bỏ bóng rất tốt của truyền 2 Kiều Trinh. Điểm cho Hữu Bằng 10-7. Một pha đập bóng rất mạnh của số 87 Thu Trang đã đem lại điểm cho đội Hữu Bằng. Điểm 11-7. Trọng tài bắt với sang chân của Đại Đồng. Điểm cho Hữu Bằng 12. Điểm cho Hữu Bằng 1. 12-7. Và chắn bóng rất tốt của số 87 Thu Trang 13-7. Và sau khi để cho đội Hữu Bằng 1 nên một loạt tỷ số, đội Đại Đồng đã xin tạm dừng hội ý. Trận đấu thứ hai khi trên dòng giới thiệu với có ý rất là đội Yên Nghĩa gặp đội Thảo Nguyên của trận thứ hai của những người trên sân A. Thông báo cho các đội trưởng, các cầu thủ, các huấn luyện viên của hai đội để chuẩn bị trận đấu thứ hai. Hiện giờ là trận đấu một là Hữu Bằng
gặp Đại Đồng. Hiện tỷ số hiện nay là 13 bạn nghiêng về hữu bạn. Quyên ơi, xin mời một cổ động viên, chúng ta đang để xe máy ở gần sân, xin di chuyển vào trong để cho các cổ động viên còn cứu bóng. Trận đấu tiếp tục. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Thu Trang, điểm cho Hữu Bằng 14-7. Rất tốt, một pha đầy bóng ăn điểm của Kiều Trinh, điểm cho Hữu Bằng 15-7. Sau khi đội Đại Đồng đã xin tăng bằng ngụy ý nhưng mà vẫn chưa cắt được chuỗi lên điểm của đội Hữu Bằng 1. Một pha đẩy bóng không tốt của Hồng Hạnh, điểm cho Hữu Bằng 16-7. Hồng Hạnh, pha đập bóng rất tốt của Hồng Hạnh đã cắt được chuỗi lên điểm của đội Hữu Bằng 1. Đổi vào điểm 8-16. Và đội Đại Đồng đã có sự thay đổi người, số 9 Hòa ra sân và số 4 là Thu Trang, Kiều Trang vào sân. Cách biệt càng này đang được nới rộng thêm. Pha chắn bóng nọt càng của đội Hữu Bằng 1, điểm cho Đại Đồng 9-17. Pha đập bóng rất mạnh của Thu Trang nhưng đội Đại Đồng đã, số 8 Kiều Trinh. Pha chắn bóng nọt càng của đội Đại Đồng, điểm cho Hữu Bằng 1, điểm cho Hữu Bằng 18-9. Tỷ số càng ngày càng được cách biệt. Pha đánh bóng rất tốt của số 3 Đại Đồng, điểm cho Đại Đồng 10-18. Nguyễn Hạnh, điểm 10-18. Đại Đồng cố lên. Một pha đánh bóng an toàn của Thu Trang. Tiếp tục là một pha chặn bóng nọt càng của đội Đại Đồng, điểm 19-10. Chiến thắng đang cách đội Hữu Bằng chỉ 2 điểm thôi. Cách biệt bây giờ đang là 9 điểm rồi, một cách biệt rất an toàn. Tiếp tục là Thu Trang. Thu Trang ghi rất nhiều điểm cho đội Hữu Bằng 1. Điểm 20-10. Chiến thắng đang ở rất gần đội Hữu Bằng 1. Nguyễn Anh, pha đập bóng bật lưới rất tốt của Hồng Hạnh, điểm cho Đại Đồng 11-20. Trang Thuận Media. Pha đập bóng rất mạnh của Hồng Hạnh như bóng ngoài sân, điểm 21-11. Chiến thắng set 1 thuộc về đội Hữu Bằng 1. Chúng ta cùng nghỉ trong ít phút và sẽ chuẩn bị theo dõi trận đấu thứ hai của cả hai đội. Một chiến thắng rất tuyệt vời của đội Hữu Bằng 1 với cách biệt là 21-11.
Chào tất cả mọi người đang xem live nhá. Hôm nay là giải bóng chuyền hơi đội Hữu Bằng mở rộng thuộc Hữu Bằng 1 thuộc Thạch Thất. Ai ra thỏng thế. Set thứ 2 đội giữa đội Đại Đồng và Hữu Bằng 1 được bắt đầu. Trận này là Yên Nghĩa và Thảo Nguyên. Chúng ta ở tư thế chuẩn bị. Hết trận này là chúng ta vào khởi động và đánh ngay, chứ không có nhiều thời gian đâu. Set 2 của đội giữa đội Hữu Bằng 1 Hữu đã được bắt đầu. Hữu Đồng và Hữu Bằng và Đại Đồng 1 được bắt đầu. Set thứ nhất, đội Hữu Bằng 1 đã vượt qua đội Đại Đồng với tỷ số 21-11. Set 2, liệu đội Đại Đồng có gỡ lại được tỷ số này không? Điểm cho Hữu Bằng 2-0. Pha đập rất mạnh của Hồng Hạnh. Pha ghi điểm của Thu Trang. Điểm cho Hữu Bằng 3-0. Một khởi đầu rất thuận lợi cho đội Hữu Bằng. Tiếp tục là một pha ghi điểm tiếp của Thu Trang. Điểm 4-0 cho Hữu Bằng. Đội Đại Đồng xin thay đổi người. Vẫn còn một pha nỗ lực ghi bóng. Hà Nội được cái bóng không thành công của số 8 Nguyễn Thúy đổi vào điểm. Một pha giật mình 1-4. Pha bỏ bóng ngoài sân. Điểm Hữu Bằng 1 5-1. Và không hiểu ý nhau của đội Đại Đồng. Điểm cho Hữu Bằng 1 6-1. Và đập bóng rất tốt của Kiều Trinh. Thu Yến số 16 bên Đại Đồng. Điểm cho Đại Đồng 2-6. Rất tốt. Mà bỏ nhỏ rất khéo của Thu Trang. Vẫn là Thu Trang. Rất uy lực của Thu. Điểm cho Hữu Bằng 7-2. Kiều Trinh. Pha đập bóng rất mạnh của Kiều Trinh nhưng mà bóng ra ngoài. Điểm cho Hữu Bằng 8-2. Càng ngày tỷ số càng thấy chênh lệch. Đại Đồng cố lên. Tiếp tục là pha đánh bóng không qua lưới của đội Đại Đồng. Điểm cho Hữu Bằng 9-2. Các cầu thủ
Đang đơn xin phép được hướng cách biệt bây giờ là 7 điểm cho đội Hữu Vọng 1. Trọng tài xin mời các cầu thủ vào sân tiếp tục thi đấu. Đội Đại Đồng là hết quyền hội ý, điểm bây giờ vẫn là 9-2 cho Hữu Bằng. Pha chắn bóng rất tốt của đội Đại Đồng. Điểm cho Đại Đồng 3-9. Và cứu bóng không thành công của đội Đại Đồng, đổi vào điểm cho đội Hữu Bằng 1-10-3. Và cứu bóng một pha cho bóng rất tốt của một vận động viên bên Đại Đồng. Điểm cho Đại Đồng 4-10. Nhìn ở điện thoại cách xa. Vẫn còn. Trọng tài xác định bóng ngoài sân, điểm cho Đại Đồng 5-10. Pha đập bóng rất mạnh của Thu Trang nhưng đội Đại Đồng vẫn cứu được bóng. Tiếp tục cơ hội cho đội Đại Đồng nhưng không thành công. Pha bóng rất giằng co. Thúy Anh. Pha chắn vẫn còn. Một pha bóng rất giằng co. Tiếp tục pha đánh bóng rất tốt của số 8 Kiều Trinh. Bóng trong sân. Điểm cho Đại Đồng 6-10. Rất tốt. Thu Trang rất mạnh của Thu Trang. Tiếp tục là Thu Trang. Người đập tốt và người thủ. Oh, một pha đánh bóng rất thông minh của số 8 Thúy Anh. Điểm cho Hữu Bằng 11-6. Pha đập bóng rất tốt của số 8 Kiều Trinh. Điểm cho Đại Đồng 7-11. Cách biệt chỉ là 4 điểm thôi. Pha chắn bóng rất tốt của đội Đại Đồng. Chắn bóng rất tốt của số 8 bên Đại Đồng. Điểm cho Đại Đồng. Điểm cho Đại Đồng 8-11. Đội Đại Đồng sau khi hội ý đã lấy được tinh thần liên tiếp, đã gỡ được điểm. Điểm cách biệt giờ chỉ còn là 3 điểm. Rất tốt, một pha nỗ lực cứu bóng của Thúy Anh. Pha những pha bóng giằng co. Thúy Anh tiếp tục không thể qua tay trắng của. Pha đập bóng không qua lưới của Thu Trang. 9-11 và sau khi đội Hữu Bằng san nấp tỷ số chỉ còn cách biệt 2 điểm và đội Hữu Bằng 1 đã xin tạm ngừng hội ý. Vận động viên số 10 bên Đại Đồng và liên tiếp chị đã ghi mang về 3 điểm cho đội Đại Đồng. Ban tổ chức tôi xin thông báo trận đấu thứ hai. Dàn đội hình của đội Hữu Bằng rất to cao và rất đồng đều.
hai huấn luyện viên cho các cổ động ra cho các cầu thủ tập ở bên ngoài để lúc nào vào sân là thi đấu luôn. Nên thông báo cho các đội trưởng và các cầu thủ được biết này. Đội Hữu Bằng đã hết giờ hội ý, Thu Trang đã được xin ra ngoài nghỉ. Pha cứu bóng rất nỗ lực của số 7 Nguyễn Nga. Cách biệt bây giờ chỉ là 2 điểm thôi. Pha chắn bóng chạm lưới của đội Đại Đồng. Đội Đại Đồng điểm cho Hữu Bằng 12-9. Kiều Sinh chuyền hai phát bóng. Pha đập bóng rất uy lực của Thu Yến. Và đập bóng không qua lưới của Kiều Trinh. Điểm cho Đại Đồng 10-12. Cho Đại Đồng 10-12. Rất tốt. Vẫn còn và bỏ bóng vào ban được chấm nhưng mà đội Đại Đồng rất cảnh giác. Điểm tỷ số bây giờ vẫn là 12-10, nghiêng về Thứ Bằng một. Rất hay, một pha thủ rất hay của Thi Nga. Pha đập bóng không qua lưới của đội Hữu Bằng. Điểm cho Đại Đồng 11-12. Đại Đồng cố lên. Xét một, Đại Đồng đã thua Hữu Bằng 1 với tỷ số rất cách biệt 21-11. Xét 2 hiện tại hai đội Hữu Bằng cũng đang dẫn trước đội khởi động dần đi. 13-11. Số 9 vừa vào thay Thu Trang cũng có sức đập rất tốt. Hai đội đang có những tình huống giằng co. Nỗ lực cứu bóng của đội Đại Đồng không thành công. Điểm cho họ. Của vận động viên bên phía Đại Đồng. Điểm cho Hữu Bằng 14-11. Trọng tài đã bắt lỗi vị trí của đội Đại Đồng. Điểm 15-11 cho Hữu Bằng 1. Rất tốt. Pha đập rất mạnh của số 8 Kiều Trinh nhưng đội Hữu Bằng đã vẫn còn đập quá. Nỗ lực cứu bóng rất hay của Hồng Hồng. Một pha bỏ bóng ăn điểm. Pha bỏ bóng thông minh của Thu Trang. Điểm 16-11. Sau khi đội Hữu Bằng xin tạm dừng hội ý đã lên một chuỗi 4 điểm liền và đội Đại Đồng lại phải xin tạm dừng hội ý.
Lộc hai đội đã vào trận thi đấu. Ba đội chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa giữa trận đấu thứ hai Yên Nghĩa và Thảo Nguyên. Chào tất cả mọi người đang xem live nhé. Trận đầu tiên của vòng bảng, đội Hữu Bằng 1 gặp đội Đại Đồng. Xét 1 đội Hữu Bằng đã vượt qua đội Đại Đồng với tỷ số 21-11. Xét thứ 2, đội Hữu Bằng 1 cũng đang dẫn với tỷ số là 16-12. Pha đập rất mạnh của Kiều Trinh. Đội Hữu Bằng 1 cũng có câu trả lời không kém phần ông trọng. Pha đập bóng ra ngoài của Thúy Anh. Điểm cho Đại Đồng 13-16. Sau khi đội Đại Đồng xin tạm dừng hội ý cũng nên được 2 điểm liền. Pha đập bóng chéo sân rất tốt của Thúy Anh. Điểm cho Hữu Bằng 17-13. Đánh bài đội Đại Đồng bỏ bóng không qua lưới. Điểm cho Hữu Bằng 18-13. Chưa tháng này nhiều không? Chưa thấy đỏ lên. Pha đập bóng rất mạnh của Kiều Trinh nhưng bóng ra ngoài. Điểm cho Hữu Bằng 1 19-13. Dạ vâng ạ. 10. Sáng vào buổi sáng một ít người chưa ngủ dậy. Vâng. Pha đập bóng rất mạnh. Pha đập bóng tốt. Điểm cho Đại Đồng 14. Số 3. 19. Hồng Hạnh. Điểm 14-19 cho Đại Đồng. Chào 14 người đang xem nhá. Và bỏ bóng rất thông minh vào tay chắn của đội điểm 15-19. Đại Đồng liệu có san hòa được tỷ số 1 đều không để vào set 3. Rất khó. Một pha đập bóng rất tốt của Thúy Anh. Điểm cho Hữu Bằng 20-15. Cách biệt chỉ một điểm nữa thôi. Nào. Chiến thắng sẽ thuộc về đội Hữu Bằng 1. Sau trận đấu giữa Hữu một set lại trực tiếp luôn. Một set à? Thế 3. Không, 2. 3. Đánh 3 thằng 2. Pha đập rất tốt của với tỷ số 21-15 8 Hữu Bằng. Và set thứ 2 đội Hữu Bằng 1 tiếp tục thắng đội Đại Đồng với tỷ số 21-15.